Chào mừng các bạn đã đến với Lục Giác Sẻ Chia của Hive Stories. Đây là chuyên mục để Hive lắng nghe và truyền tải những tâm sự của bạn tới những người đồng cảm, từ đó có thể kết nối cảm xúc và câu chuyện của nhiều người hơn nữa. Mình là Vân Khê, người sẽ đi cùng bạn trong số radio ngày hôm nay. Trên chặng đường trưởng thành đầy chông gai, hẳn mỗi chúng ta đều đã có những khoảnh khắc cô đơn, lạc lõng và lạc lối giữa hành trình đi tìm chính bản thân mình. Nhưng ai rồi cũng vượt qua, cũng kiên cường bước tiếp. Chúng ta không bỏ cuộc để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Ngày hôm nay, ta sẽ cùng nghe bài tản mạn mang tên Sóng Lòng đến từ bạn Lam Nguyễn gửi tới radio tháng này với chủ đề Không Bỏ Cuộc. Nhìn mặt nước tĩnh lặng in bóng trăng khuya lung linh huyền ảo, có ai biết trong một ngày đã có bao nhiêu đợt sóng vỗ về ghé qua? Từ từng đợt sóng nhỏ lăn tăn cho đến những cơn sóng dâng trào dữ dội. Cũng vậy, ánh trăng đang tỏa sáng lung linh đẹp tuyệt vời đang ngự trị trên kia. Đâu ai biết nó phải khép mình lại cả ngày dài để nhường cho những tia nắng mặt trời chiếu sáng chói chang. Đó là quy luật của tự nhiên thôi mà. Bởi thế, khi nhìn một người bề ngoài điềm đạm, thản nhiên, ta đâu biết trong lòng họ như thế nào. Ai biết được để trở nên vững chãi như hiện tại, họ đã từng trải qua bao nhiêu cơn sóng trong lòng như khổ đau, dằn vặt, chịu đựng và hy sinh. Giống như từng đợt sóng len lỏi vỗ về, gây sao động trên mặt nước tĩnh lặng. Thế đấy, sống trên đời có ai mà không từng trải qua những giai đoạn vui, buồn, khổ đau kia chứ? Chỉ là mỗi người có một cách đối mặt khác nhau mà thôi. Có người chỉ biết khóc lóc trách hờn, kêu la gào thét. Có người mượn men giải sầu rồi rơi vào sa đọa. Thay vì vậy, thiết nghĩ chúng ta hãy cứ thẳng thắn với cả thế giới rằng tôi đang đau khổ. Hãy cứ trải lòng với những người thân yêu, người mà ta tin tưởng, người mà có thể dìu dắt, nâng đỡ ta. Biết đâu sự trải lòng ấy sẽ được đền đáp bằng một sự xoa dịu kịp thời của một ai đó. Hoặc hơn thế nữa, tự bản thân quay về chính mình, suy xét kỹ lưỡng do đâu mà sự đau khổ tìm đến ta, và tự ta tìm ra nút thắt để tháo gỡ cho sợi dây oan trái mà chúng ta đang vướng mắc. Ắt hẳn ta cũng đã chạm vào ngưỡng giới hạn nào đó, chứ không phải tự nhiên. Bởi vì bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống này cũng là do nhân duyên cả. Tôi nhớ câu nói của tỷ phú Jack Ma: ngày hôm nay khó khăn đấy, ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn, nhưng ngày sau ngày mai sẽ là nắng ấm. Nếu ngày mai bạn bỏ cuộc, bạn sẽ không bao giờ thấy nắng mặt trời. Vâng, dòng nước tĩnh lặng kèm theo đợt sóng trải dài, giống như những điều bất như ý trong cuộc sống của chúng ta đang sống vậy. Sự khổ đau, thất bại luôn có mặt mọi lúc, mọi nơi, không ai cầu nó vẫn đến. Bởi vì đau khổ, thất bại là bản chất của cuộc sống mà. Ta phải hiểu như vậy thì mới chấp nhận được nó, đối mặt với nó mà vượt qua. Khi đủ bản lĩnh vượt qua, ta chợt nhận ra rằng nhờ đau khổ mà con người trưởng thành hơn. Có khi nó làm cho con người xích lại gần nhau hơn, hoặc giả nhờ nó mà con người nhận ra bản chất của lẽ sống. Sự đau khổ đôi khi làm cho cuộc sống thi vị hơn, nhiều màu sắc hơn thôi. Sau tất cả, khổ đau cũng sẽ lặng lẽ trôi qua. Cơn sóng lòng có dâng trào bao nhiêu rồi cũng sẽ lắng xuống, giống như cả ngày dài, những tia nắng kia có chiếu sáng chói chang bao nhiêu đi chăng nữa, rồi những tia nắng ấy cũng sẽ phải tắt đi để nhường lại cho ánh trăng đẹp dịu dàng, lung linh khi màn đêm buông xuống. Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi, thế nên đừng chùn bước, đừng dễ dàng buông lơi và đừng bao giờ bỏ cuộc. Không chỉ là lời tâm sự của tác giả, radio ngày hôm nay còn như một lời cổ vũ đầy động lực cho chúng ta mạnh mẽ đối diện với cảm xúc của chính mình. Cảm ơn bạn Lam Nguyễn vì đã gửi cho Hive những chia sẻ vô cùng xúc động. Còn các bạn thì sao? Bạn đã không bỏ cuộc như thế nào? Hãy kể cho ông nghe với nhé!